không cậu? Ồ, còn bên đây cũng được. Để bên nào chào cả nhà nha. Hôm nay thì mấy cậu cháu mình, có ba cậu cháu mình ở nhà, đi qua nhà bác Út kế bên cái ao câu coi có cá nào dính hồn cá ta, nghe nói Út luôn cá ta với cá tượng không biết chính con nào thì làm, còn mấy anh em kia mấy cháu kia thì đi câu ngoài sông và đặt tạp nha cả nhà. Giờ chỉ có mình và với Bin thôi nha. Rồi thôi câu thôi. Dí còn góc nào sườn sườn chí sườn thường thường quá tải là bị ở nhà, chí sườn không thể ấy được thì nên đặt ở nhà. Sao không cậu? Không được. Trời ơi kìa ớt. Nãy quên xin anh em miếng thức ăn ha. Ừ, nè, hôm bữa nghe cô Út nói còn mấy cái tay khủng, cô Út chia mà cô Út không chia nè. Ở đây hả? Ừ. Trời ơi. Ở đây sâu lắm hả cậu? Đây là cái cột điện kế bên trời này cái nhà, cái điện sát bên luôn. Cái ta này mà biết có gì con ngon cậu? Chuối à? Sâu quá. Sâu hả? Cái ta cái hú quá. Sâu ngon. Tại nhí chưa không có giật á. Có. Xíu có không? Có giật á. Vậy là nó cái cây cần câu này cứ nhí giật cho nó dính vô rồi lấy cầm nhợ kéo lên chứ thua. Cần câu kéo đồng đồng. Cậu cháu mình có cái chiêu đụng gì quơ nấy. Đó, 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 bị thấy rồi đó. Đó. Thấy hoài á? Cái lưỡi kia á? Coi, coi lưỡi lại coi, coi, coi lưỡi có quát không? Cậu qua đây nè, cậu ngồi cậu. Rồi, ok. Lấy lưỡi cá hồng tông câu cái ta. Cái lưỡi con cũng được lắm mà ta. Sao giật không thấm? Ừ quá vậy á. Còn mấy cái ta bự. Cái lưỡi của cậu mới được. Tại vì ở đây nắng không này không? Cá nó bóng. Có cái bóng mát lại á. Anh em đi ra ngoài gạch câu cậu cháu bên nhà vô đìa không? Nó dẫn cái cầm dây dợi đi vòng vòng luôn hả? Ở đây tới cậu rồi. Chút chưa? Làm đi Nhí ơi. Làm đi. Rồi. Đó. Mang để nhiều nhiều đó Nhí ơi. Thôi chảy rồi. Không có dính. Còn 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 kéo 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 cầm dây vô, kéo cầm dây vô. Kéo dây vô. Kéo dây vô. Khoan từ từ. À. Hơi bị điện. Trời ơi con khủng long. Thôi thôi đừng có chạy mạnh. Nhỏ. Con này. Nhỏ. À. Được được được. Ờ vừa luôn á. Trời. Lên cậu. Ê chậm lên hay quá. Thôi. Trời. Cậu con này bả thầy tàu chắc đủ luôn hả? Đừng có nhiều. Không. Quá dữ. Đủ đủ rồi bà, tàu mình đủ rồi coi. Thôi về luôn. Hay quá. Được. Đi luôn, đi đường kia luôn. Đây. Hay quá, hay quá. Để cầm vậy luôn hả Nhí? Vậy luôn chứ cầm. Thôi. Nhí là khai tương lúc nào Nhí cũng khai tương. Con khai tương luôn à. Điện này nghe. Thôi vô địa mà điện điện hoài à. Ở đây ớt hiểm như cô không có ăn gì. Cây chuối còn ngon không? Trời có cây chuối sụ lọt rồi kìa. Đâu? Đó. Tao mượn đây nè, tao mượn đây nè. Mới đốt cái cây chuối còn cái thân không thấy không? Vậy cậu mượn dao luôn cậu ơi. Mình nướng chuối ăn thử rồi. Lấy chú già, lấy chú sim, lấy chú sim đi. Cái ớt chú sim được. Có không? Sao có cái ớt nướng được rồi. Không nướng được không? À. Dạ được. Rồi để vô mượn dao. Mượn dao. Có cây chuối, cây chuối này đốt hoài rồi đó. Sắp không? Rồi. Được. Ừ. Để vô mượn dao. Đốt cho đốt luôn. Con cá cỡ này vừa ăn mà bự quá. Tao bự quá đẹp luôn. Con ngon à. Con cua câu cũng chiếu. Đó có chú luộc đốn. Đốn khè luôn. Dục quá hàng rào luôn cậu ơi. Ừ. Đúng rồi. Thầy tàu mình khỏi giác vậy luôn. Khỏi giác vậy. Đó. Dễ vậy. Giải. Qua đây cậu. Rồi. Hơi bị chiến cậu ơi.
Ký rồi. Ký nhiều lắm ạ. Cái gì? Một hai ba chục bánh đi. Kiến nghiện cắn hơi nó. Kiến nghiện. Rồi. Cá đâu chờ luôn. Rồi con tụi con cảm ơn Út nhiều nha. Con cảm ơn Út nha. Cảm ơn Út. Con giao Út đây. Dạ. Con gửi con dao lại Út. Con cảm ơn Út. Bây giờ cậu cháu mình sẽ xử con cá này nha cả nhà. Ốp vô cà chuối nước. Bây giờ Vin hồi nãy Vin lóc ra hết trơn rồi. Hồi nãy câu con cá về tại mưa quá trời người thua rồi. Giờ trời tới tạnh xuống. Giờ tạnh rồi Vin dựng dù xử nó luôn. Mấy này giờ Vin sẽ ướp nó nha. Hành lá với hành tím với ớt nè. Ngồi đây luôn, ngoài kia mắc mưa đứng không được luôn rồi. Đập hết này ra, ướp cho nó thơm. Nay mình nướng cá vô tài mua luôn hả? Làm tài mua cũng làm luôn. Bây giờ làm món này ngon, ăn hơi bị ngon á mà đâu ấy được. Giờ mua quá rồi cũng đâu làm gì được. Mấy anh em kia đi ra mà khơi không biết tài mua này không biết sao rồi đây nữa nè. Tài mua này cũng vất vả. Gậu với mấy anh em nè. Mình ở nhà thì có mưa thì mình cũng che chắn được miếng, không anh em đi ngoài trời mưa rồi không biết sao đây nữa. Mong là cũng có thành quả, chứ không có thành quả trời mưa nữa thì hơi bị tội nghiệp. Ớt này hơi cay à. Cay không? Chắc cay. Hành tím này. Cái này là mình cho con cá mà nó thơm quá kìa nè. Chung với lại lấy dùm con dao bén để cắt khứa cá ra cái chứ. Bén không? Ừ. Hai con dao đẹp á. Cắt khứa khứa ra hả? Dạ, khứa khứa cho nó. Hàng dao mới sắm. Chút mình lấy cái miếng bự chú ơi. Miếng bự mình bột trong thì mình bỏ vô cho cá nó vừa. Đúng rồi. Đấy. Con cá này giờ mình sẽ phi lê nó nha, xào cọc nó nha. Rồi bán cắt cá cũng hay. Trời ơi. Củi nhỏ quá. Ta. Món này có làm vài ly không? Chắc cũng lá làm vài ly thôi để thưởng thức cái con cá này thôi. Dùa, miếng này dùa nè. Trời mưa chắc phải làm vài ly quá ha Nhi. Dạ, cho ấm coi. Bây giờ bên phải hay nè, để bên cho vậy vô bên đây trong này tước cái rồi bên ngồi bóp bóp cho nó ra cái ra. Lấy miếng muối không? Không muối, miếng mắm. Mắm cho nó tan phải không? Với lại nó thơm. Đồ ăn nha. Phải có giờ ăn cho nó tơn tơn với con cá mình nó không bị sâu được. Cái gì con cá mình nó bóng bóng mà. Nướng hấp kho thì cũng có dầu ăn ha. Mình có miếng dầu ăn. Có dầu con cái cục thịt mình nó bóng rồi nhìn nó đẹp, với lại nó không có khô cái miếng của mình. Với cái món mà kho tiêu cậu. Có cái món cho nó bóng. Món này ngon lắm. Cá ta mà mình nướng ngoài chấm ớt ăn cũng ngon. Cái này ở bển nó không có thái cây nó ăn luôn á Nhi. Nó ăn đất á. Ừ. Nãy muộn quá. Lâu lâu rồi mới thải cho nó cơm ăn thôi trong nhà. Ra của bác Út. Cái này đây. Rộng rộng ra cậu. Miếng này hay miếng nào bự? Miếng nào cũng được. Rồi cho lên miếng này, miếng đất thôi. Cái túi hồi nãy mình lấy cái khúc phần ở tông không á, cái nhà nên nó tan để kẹp ra, kẹp chéo á, cái bên này. Đó. Thấy chưa? Thì bên đây quan cá nữa đúng không? Đúng rồi. Đó. Khoan, cái bỏ phần ngoại vô đã. Chi chi. Mình phải chẹp cho nó chắc, ăn đừng nữa cho chảy nước ra nha. Cái lại xíu. Cho bạn dễ quay. Nghe kêu cậu ơi. Ướp vô ngon lắm. Bẻ chuối chín là nó ấy á, bẻ chuối trái trái ngoài là tông chín á. Mình ướp chừng 2 bẻ 3 bẻ, mình trái 1 2 cái bẻ ngoài là con cái kia mình ginh vô luôn. Bạn nghe. Ừ. Cho. Rồi. Khoan 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 để chú ý để cho tụi mình gom cái này cho xét lại. Rồi, về. Thôi một cái nữa đi. Đó không? Cái này nó đẹp đấy. Đó. Rồi. Rồi. Nó ơi. Muộn vòng thôi. Ờ, kẹp vô luôn, bột vô rồi luôn. Chen chen nghe vậy đó. Thì buộc kiểu như bẻ chuối nó xô le mà. Mình đây mình đây cái lại. Không, mình bẻ mình còn bẻ cái đầu hai cái đầu nó lại nó. Ốp hai đầu lại nó cọc. Ừ. Có cái gì mà bỏ. Cái tâm này mình cũng sơ cái hết.
ở ngoài mình sẽ cột chắc nó. Mình phải cột chắc, mình phải xiết xiết cơ nha, chứ để mình hầm nướng nó ốp cái lá bụi lá chuối rồi cái có bẻ chuối ra. Dạ. À, nó sự rớt á. Ừ. Nãy có cái kèm à? Tính ra bẻ vậy hơn cái kèm nữa ta. Có lẽ hơn kèm nữa. Gặp cái kèm xuống răng hả? Cái kèm đó mình bẻ dám chậm hơn ở ngoài vậy nữa. Cái kèm của mình. Rồi. Chú Nhi đi sao mà nghiên cứu túm cái đầu lại nè. Nó dày quá ông ta. Nó hơi dày. Đó, bẻ lên luôn. Lại đó. Luôn luôn. Rồi, hay. Đấy. Hợp lý. Chục uống cái nha. Rồi. Rồi. Cậu làm trứng cậu. Làm trứng. Rồi. Cái này lấy dao dần dần đi cho dập bề dễ bẻ không? Chứ cái này nó dày hơn á. Cái dốc hơn. Rồi. Đó con cá giọng xuống nữa. Xin lỗi cậu. Đó. Hơi bị dẹp rồi đó. Tới đâu coi đuôn cá tới đâu. Chà, này có lý ta. Rồi, cầm nó đi. Làm sao mình làm nó kín kín đó cả nhà, nó không có bị chảy nước kia. Ừ. Gì? Trời, giờ con khói. Hả? Chậm thêm không? Đó, khó khói lên nè. Đây, bắt đầu mình sẽ chắc lên, đúng không? Nhi ơi, cơm củi, ở vô Nhi. Cái này mình đốt lửa ngọn luôn. Chứ không phải chữ lửa than. Lửa than đốt cái chuối này không Nhi. Nó có bẻ chuối rồi. Ôi, ôi, ba cái thông này khói vô mắt, hơi bị sướng ta. Ừ. Vô lấy mấy cây củi này luôn không? Ừ, thêm đi. Thêm lại củi. Lấy củi đó được không cậu? À, được chứ. Gom lại cái này mình bỏ vô mình đốt. Thôi chứ mấy cái thông này nó có dầu dữ lắm. Ừ, dễ cháy nữa. Có cái nào cháy cái dầu cậu không ta? Không, dễ gì. Mình cháy thì cái lét nó chối lên trên. Rồi. Rồi, hẹn cả nhà. Bao nhiêu lâu nữa cậu? 15, cái này không biết nữa, hẹn cả nhà khi chín. Ừ, đúng rồi, hợp lý cậu. Đúng. Tại trời mưa mình hên xui phải không? Đúng rồi. Thôi đổ làm cái ào mà cháu lên dù té. Rồi hẹn cả nhà lại lúc sau chín nha. Khét chưa? Khét, nó bên kia nó khét rồi. Rồi đâu ra, lấy gà thử coi. Nhẹ. Chín ngang được không? Cái gì nó cập á, cái chừng nó cập. Giờ cái này mình bỏ lên bàn hay là... Ủa? Bỏ lên cái đó đi rồi mình lấy cái ra cậu. Được không? Cậu kia lấy còn cái gấp thôi. Cái gấp được không? Nhẹ nhí, coi chừng gớt bụi vô nhí ơi. Rồi cho lên bàn cái nắp kìa. Ờ ấy kìa. Khỏi coi, khỏi coi. Rồi lấy cái kèm cậu ơi, cắt kẽm khui ra cậu ơi. Trời ơi. Tới không? Không canh bên kia. À nó tới luôn rồi. Nó cháy tới cá luôn kìa. Cháy chưa? Tới rồi, cậu lấy cái kèm đi cậu. Còn cái lớp mỏng mà. Vậy là nó chín rồi đó. Thôi sao hôm dưới tại? Cắt luôn nhẹ nhàng cậu ơi. Đó, chín rồi đó, khui ra luôn, nghe mùi thơm mình nè. Đó tại hồi nãy lửa mình ép quá. Ừ. Đó, khui nhẹ nhàng nha. Ồ chui còn kéo cậu chui còn cọng nữa. Mấy cái đồ đựng cá rồi cậu. Đó. Ồ, thơm. Trời ơi, cái béo bên đây nãy cậu giáo con canh lửa quá, khét rồi. Nó cháy vô tông luôn, khét cái bụng rồi. Cháy vô tông rồi. Trời ơi. Khét hết miếng rồi hả? Khét hết bụng bên đây rồi. Cái kia đẹp không? Bên kia ngon lành. Bên kia ngon lành, bên đây hơi hơi lửa hơi nhiều. Bên kia bên đây lửa nhiều quá. Bao chín không? Chín. Chín, ngon lành rồi. Nhưng nó hơi khét cái bụng này ha. Cái bụng mà. Mà ngồi cũng không sao. Cho con mượn không? Đây. Gõ cái kia bớt. Nó dính da hả? Ừ. Ờ nó vàng kìa. Ôi nó chín. Không phải.
nhưng mà cứ chứa cái bụng nó không hấp dẫn nè. Ừ. Rồi giờ nó qua luôn cậu với ơi. Thằng cậu bây giờ con hộp được cái nó mới được cậu. Đâu có cái miếng ấy rồi. À rồi rồi, con có cách rồi. Đó. Rồi nó rớt cái miếng hành rồi. Đó. Wow. Quá. Vô thơm. Miếng hành nó vô. Cái chỉ có cái phần khác này cậu cháu mình sẽ gấp ra nha. Đừng có cho nó dính vô. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Cả nhà với ba cậu cháu nha. Mấy đứa kia giờ ở ngoài sông đang thu hoạch. Thu hoạch nhưng mà không biết sao nãy giờ cũng chưa điện hỏi thăm. Lu bu quá. Này cá nướng chuối hả cậu? Cá nướng bẹ chuối. Con ăn một lần rồi nó ngọt lắm. Cuốn cái coi. Cuốn cái. Thử coi. Món này con cũng lần đầu luôn á. Bên này, này có thử rồi, có lần thử rồi. Rồi hả cậu? Thử rồi. Mà đó đi làm với công trình á. Wow. Vô đó, thịt đã không? Ừ. Cái này chắc bao béo à. Ừ. Cái này chắc bao béo cậu. Ừ. Béo mà gặp ngọt nữa à. Ngọt lắm à. Là đen. Trời, cũng uống tới đi. Rồi con cảm ơn cậu nhiều. Rồi. Uống đi rồi đây tôi uống tới nè. Đó. Có gà găm nữa ha. Có gà găm nữa. Có gà găm tôm thơm. Cho nó thơm. Làm luôn. Đó, thưởng thức cái đi. Cái rau găm này bữa con Vinh đi chợ mua về rồi tòng nó hay nè. Ừ đúng rồi, cho tới nay á. Nó lên rau găm này, rau găm dĩa. Sao? Ngọt. Ngọt lắm hả? Ồ thịt nè. Ồ. Sao nhí? Ngọt thiệt cậu ạ. Ngọt đã không? Quấn cái lá. Cây cái nước chuối nó thấm rồi á. Ừ. Vô thưởng thức cả nhà ơi. Sao được không? Bữa nay tính ra mình cũng vất vả quá ha. Nhà ta không mưa nhà cái vụ không có vụ vất vả không có vụ mình nướng được. Làm luôn quá ngon. Này quấn gì mà bóc gì cầm đũa được. Cắm vô ngon quá. Hai cay ha, cậu ăn tam ớt hai cay ha. Đỏ luôn, đỏ về luôn. Có để mình gài chín ra. Vòng vòng đâm cho đã hả? Mọi người coi coi hàng đâm chén mướt nè. Quá trời chén mướt luôn. Mà nhí rồi thôi. Nè nè, chén nè. Chén mà nhí. Quá trời quá đất. Con sợ cậu luôn. Cậu ăn cay thường rồi hay đâm như vậy. Theo tướng tay. Bao cay luôn hả cậu? Bao cay luôn. Của nhí cá nha. Đâu cậu? Làm một hai ly cho nó mấy con cháu cho nó ấm bụng rồi đúng không? Tại mưa làm găm về, mưa nãy làm găm gì lớn luôn chứ làm găm gì nữa. Lớn luôn. Bữa nay lớn luôn. Bữa nửa khuya kìa. Ầm 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 nhà to ngủ á, nghe ầm 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 luôn á. Mưa. Gặp cái cầu găm vô. Cũng hành tím nữa nó ngọt. Nay uống mấy gỗ này bỏ uống nước bớt coi. Ừ. Bớt nhất à. Hả? Gỗ tay cây mình phải thưởng thức. Gỗ tay cây thưởng thức. Uống đôi hôm nghỉ ơi. Ngon lắm Nhi ơi, ngọt, đã quá. Đó, vậy nè, cuốn vô. Rau thơm. Đó, rau thơm. Cuốn vô vậy nha. Đó. Có rau găm nữa hả cậu hả? Có rau găm, đó. Vậy cái lá, lá này là tai tượng, nên nó cái có vị ngọt. Cái vị ngọt ngọt, thì nó hơi nhẫn nhẫn. Tai tượng. Cái kia nó mới nhẫn nhẫn đắng hơn phải không cậu? Ừ. Cái kèo nèo á, kèo nèo á. Kèo nèo là đắng hơn phải không? Ừ, lá kèo nèo à. Lá kèo nèo à. Lá tai tượng nè, bự cái nhau. Cắn miếng cái củ hành nó ngọt và nó thơm ngon ghê chứ. Nay cậu quên rồi. Nay cậu quên bỏ tỏi vô rồi. Nhân đồng hả? Nhân đồng. À. Từ bữa mà vừa chú hai làm con rồng ra. Làm cổng hả? Làm cái cổng hay cái gân rồng không hả? Gân rồng hả? Làm món nướng thử cái đồ gân rồng không? Cái gì vậy? Rau găm ngon quá chứ ơi. Rau găm này nó thơm nè, rau găm loại kia nó dài, sóc lên nó không cái, có thơm. Cái rau găm mình nó cằn nè, nó thơm. Ừ. Cái loại rau sống nào cũng vậy á. Cái nào mà mình thấy nó mập, nó phì ha, nhất là mấy loại rau sống á. Tại cậu ăn thấy cái mùi vị của nó không có đậm đà bằng mấy cái mà nó sơ sơ. Ngoài rau nó mà nó nhỏ á, mình nó có phân thuốc nhiều, nó không phát triển lẹ, là nó thơm à. Còn phân thuốc nó dược phải không? Nó dược nó mập dữ lắm. Dạ. Cá lại vô đi, cho nó đều đều với rau lại á. Cá gì mà ba cậu cháu mình nói
Tại chiếc ghe hạn chế, chiếc xuồng mình hạn chế chứ không thôi là mấy cậu cháu đi luôn rồi. Đi cho vui. Ừ, mà chiếc xuồng không hạn chế không được. Ba người lên nữa, chưa ra tới kia. Nước vô luôn. Ừ, mới ra tới cầu cậu. Ừ. Mới xuống ngay bến mình rồi. Nãy mình quán nhớ quán cúng điều ha. Ừ. Thì theo tự nhiên cái phần này nó ấy à. Chắc mình có thể lửa ngay nó nhiều quá. Ừ. Cái phần ngon nhất là ngay cái bụng bự quá kỳ cục. Lấy miếng là được miếng nào cũng như quá. Kệ mình vớt vát lại. Lột ra đó. Nó quá giấy rồi tới mở luôn rồi. Rồi nó mở. Ừ. Để ngay cho ăn nó chứ. Cho bé đó. Nè nè. Ừ. Quá ngon. Món này nhậu ngon mà cũng làm cũng hơi bị cực. Đúng rồi. Thầy quán lại quấn lại kiếm chuối rồi đốt nữa. Cái mà thay mình nhà lại kia mình câu á là đám cây cần câu cũng với diều không nổi luôn á. À, phải để cho chạy luôn á. Mình lên từ đâu. Ừ, cái diều cho nó mệt. Con cá là giật mà còn lên muốn không nổi. Ừ. Con đâu dám em lên không? Cái cần đó là cần câu cá đồng tông á. Câu đó là cần câu cá đồng tông. Con kéo vô con nắm con nhỏ tốt. Ừ. Không mà thường như không phải phải không? Nhí điện đâu. Nhí mỗi lần mà nhí câu là nhí hay mở hàng là có tước lắm. Ừ. Làm như nhí nhại cái vụ câu á. Để ý á. Hồi nãy nó ăn con đâu dám giật đâu cho. Ừ. Nó kéo treo vòng. Cái lửa bé quá. Cái lửa nhỏ mà cũng còn câu cũng nhỏ nữa. Mình còn dám kéo nó. Đó. Vậy lúc mà đi câu nói rồi cái này là nếu mà có dính thì chỉ để kinh con nhợ lên kéo con nhợ vô thôi. Nếu mà con cá bự quá chịu cũng được, bỏ con câu luôn. Cho chạy vòng đi rồi hồi mình không thẳng đấy không. Phải nó nuốt vô bên trong thì mà không sao tại này mà cần câu đó nếu mà giật con cá nãy nếu mà mình giật mà mạnh thì nó vô mép à. Vô mép mà móc ngay lỗ mũi đó. Nhé về nè. Rồi. Này uống tết được. Uống cho nó dễ tiêu hóa. Quá ngon như ơi. Thôi, đi vô đi cậu ơi. Vô, làm lại vô đi. Lấy tài tượng, vậy ngon cuốn vô trời rồi đã vô. Mưa lại lên tốt. Mưa cậu. Ừ. Mưa mấy cây gì cũng tốt cậu ơi. Lá sân trầm cũng tốt. Mình thấy là thằng cầu lan. Ừ. Ờ, nó giọt cho coi. Thôi, nhí làm vô. Đen, dùng vô. Dạ. Quất vô, bao cháo thưởng thức đi. Ngon quá. Ngày chủ yếu là hưởng thức. Thưởng thức cá ta nướng bẹ chuối. Quá ngon. Nhít vô á. Đã quá. Cái giò con nó co tới co lui nó cũng tê tê nữa. Ừ, tại cái giò nó bị dúng lại á. Ừ. Già nấy lại phải không? Dạ. Già kéo hả? Già kéo vô. Kéo cho ngon á. Mai á, mai lại chứ nó rút lại á. Ừ. Nó gị mai với em lại á. Già. Ly này nữa con cậu làm cái này đi vô mình đang chào cả nhà nha. Chào nhà để cả nhà đợi mấy cậu cháu mình đã vào chứ còn nhiều khi cậu cháu mình trời chợ không được không thảo rồi không tại luôn á thì đó. Mưa nữa hả? Mưa tết. Mưa tới à? Rồi nó chuyện rồi thứ còn cậu quá làm đi. Thôi cậu ơi đi làm luôn đi có bên làm ấy. Ừ. Dài quá cậu nè. Cậu đầm muối dữ thiệt. Đầm muối quá hả? Rồi, vô luôn. Mấy chú này hay cho nè nó cạp luôn. Quá ngon. Nghe nhạc, vừa đủ. Rồi, cảm ơn nhà.